Xin phép được chuyển sang tin tức xã hội. Mới đây, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện kịp thời khống chế, dập tắt vụ cháy chợ chùa ở Thạch Lạc, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh trong đêm. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 20 giờ tối 19 tháng 1 ở chợ chùa xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Vào thời điểm trên, người dân sống xung quanh chợ phát hiện ngọn lửa bén lên từ một kho hàng tại chợ, khói bốc lên một vùng lớn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời huy động hai xe cứu hỏa cùng 13 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai công tác ứng cứu. Sau hơn 30 phút vật lộn, ngọn lửa được khống chế. Trong ảnh, một cái cân để trong ký ốt hư hỏng hoàn toàn. Theo ghi nhận phóng viên dân Việt, tại hiện trường đã khiến hàng hóa tại ba ký ốt bị thiêu dụi hoàn toàn, bãi cho tàn bốc lên mùi khét lẹt, rất may, không gây hại về người do vụ cháy xảy ra vào buổi tối khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn